Lạy Cha, nếu có thể được. Đời con là những chuyến đi, có những chuyến đi vui, chuyến đi không vui, nhưng không chuyến đi nào đã thê thảm não nề như chuyến đi với Chúa vào vườn cây dầu. Như năm xưa Chúa đã đưa Phêrô, Gioan, Giacôbê đi riêng với Chúa để cùng Chúa toát mồ hôi máu trước giờ lên đường chịu chết làm lịch sử cứu độ. Đi với Chúa vào vườn cây dầu, con mới thấm thía nỗi đau cô đơn, cô độc khi bị bỏ rơi, nỗi khổ khi bị tẩy chay, cô lập, nỗi nhục khi bị quy tội lên án, nỗi buồn khi lực bất tòng tâm, nỗi thất vọng khi ngày mai không một tia hy vọng. Nhưng có lẽ thấm thía nhất trong con chính là nỗi tủi bị chính cha mẹ hắt hủi, tra vấn, nghi ngờ. Đi với Chúa vào vườn cây dầu, con mới biết thế nào là giọt đắng đọng khô trong cổ họng cháy rát, khi sức tàn, trí khôn bấn loạn, tâm hồn xao xuyến hoang mang, tim gan xe thắt nghẹn ngào chỉ vì con quá khổ đau. Đi với Chúa vào vườn cây dầu, con mới nghe rõ được âm thanh xé nát lòng của lời cầu trong cơn thử thách cực kỳ cam go. Lạy Cha, nếu có thể được. Đi với Chúa vào vườn cây dầu, con mới nếm được vị đắng của ly rượu thương xót, ly rượu mà ai chưa uống sẽ chẳng hiểu được thế nào là tình yêu xóa mình. Đi với Chúa vào vườn cây dầu, con mới nhìn tận mắt dung mạo não nề căng thẳng nhưng quả cảm của Chúa, dung mạo mà con chưa một lần dám hình dung trước đó. Một năm sắp qua và lời cầu nguyện của con với Chúa trong vườn cây dầu cũng vẫn thế, vẫn điệp khúc quen thuộc Lạy Cha, nếu có thể được của trái tim heo mòn xe thắt. Nhưng đêm nay giao thừa, trong rạo rực nôn nao của vạn vật và loài người đang vượt qua từ cũ sang mới, con chợt giật mình nhớ lời Chúa thì thầm bên tai khi con ở với Chúa. Chúa đã chẳng bảo con chọn một mình Chúa đó sao? Và nếu chỉ chọn một mình Chúa, con đâu có thể bỏ Chúa đi một mình trên đường lên núi sọ. Chúa đã chẳng bảo con, Cha ở đâu thì con cũng ở đó với Cha. Không lẽ con bỏ Chúa một mình tơi tả trước tòa án Philato? Chúa đã chẳng mời con cộng tác trong công trình cứu thế giới và con đã trả lời, này con đây. Không lẽ công trình đang dang dở, đang cần bàn tay con thì con lại rút lui, hủy hợp đồng? Chúa đã chẳng ngỏ ý xin con quảng đại, không chỉ góp công góp của nhưng góp xương góp máu, góp luôn cả uy tín danh dự tính mạng để muôn người được sống và sống dồi dào? Và con đã vui vẻ xin vâng. Không lẽ hôm nay con rút lời, khép lại cửa lòng? Chúa đã chẳng kêu gọi và con đã đáp lời chấp nhận trở thành của lễ hy sinh để chuộc tội người khác? Không lẽ củi lửa đã dọn mà lễ vật là con lại biệt tâm mất dạng? Chúa đã chẳng chọn con làm bạn tri âm tri kỷ và chia sẻ với con giấc mơ cứu thế sao? Không lẽ đến giờ lãnh sứ vụ và lên đường thì con lại do dự nhụt chí? Cũng trong thinh lặng của đêm nay, trước ngưỡng cửa của năm mới, con nhận ra điều Chúa muốn nói với con. Hãy theo Ta và đừng quan tâm đến những gì ngoài Cha, bởi Cha đủ sức làm thỏa lòng con. Vì Cha là Thiên Chúa, Cha có thể làm tất cả mọi sự như Cha muốn. Con còn tìm kiếm đợi chờ sức mạnh nào nữa ngoài Cha? Sẽ chẳng có ai hay quyền lực nào làm hại được con, vì bàn tay Cha luôn đặt trên vai con và hướng dẫn con. Tất cả những gì là con, thuộc về con đều thuộc về Cha, và Cha làm cho tất cả tan biến trong tình yêu của Cha, để không một vết tích nào của con mà không mang thương tích lòng thương xót của Cha. Vì Cha muốn chọn con làm dung mạo của Cha, cũng như Chúa Cha đã chọn Cha làm dung mạo lòng thương xót của Ngài. Cha đã chọn riêng con đi với Cha vào vườn cây dầu vì Cha tín nhiệm con, yêu con hơn nhiều người khác. Và càng yêu con, Cha càng muốn con nên giống Cha trong lòng thương xót. Và thương xót thì sao tránh khỏi xót xa nặng lòng? Cha cũng có kế hoạch riêng của Cha trên đời con, kế hoạch mà con chỉ biết hết khi mọi sự đã hoàn tất
như ngày nào năm xưa, giờ phút cha giang tay chịu đóng đinh trên thập giá. Đâu có ai, kể cả các môn đệ thân tín, đã hiểu được giá trị của ơn cứu độ và thấy được vinh quang của ngày phục sinh. Hãy tin ở cha và ở lại trong tình thương của cha, vì cha đã yêu con trước và là đấng kêu gọi, tuyển chọn con cho cha. Vâng, lạy Chúa, sớm mai trong thánh lễ đầu năm, con sẽ cùng anh em dâng Chúa phần sau lời cầu nguyện của Chúa với Chúa Cha, cũng là sứ mệnh Chúa muốn con thực hiện suốt đời làm người Kitô hữu. Xin cho ý cha được thể hiện, chứ không phải ý con. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng Chúa trên trần gian, cho con say tình mến và nay con xin đến một đời chung. Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy ước và nay con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, nguyện đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó cuộc đời bao lấy chi bao đêm, hồng ân Chúa.